Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là trên cái con đường số 40. Đây đường 40 đây này. Chạy thẳng qua đây là lối với lại đường Võ Văn Kiệt. Thẳng đây là đường Võ Văn Kiệt. Đây là đường, đây là bệnh viện Bà Rịa này. Đó, bệnh viện này là nằm trên đường mặt tiền đường của đường Võ Văn Kiệt. Đi thẳng đến xuống dưới này, đi qua đường Võ à, đường Nguyễn Văn Cừ ấy. Thì là đến chỗ này là gọi đường số 40, ở đây gọi là đường theo số, nó vuông góc với lại đường Võ Văn Kiệt quý vị nha. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở đây có diện tích là 112 m², chiều ngang 8 m, 8 sâu 14. Bắt đầu từ đây cho đến kia là 8 m. Đang 8 m trên một cái con hẻm, là hẻm 2 ô tô nhé, hẻm 5 m. Đây là khu vực này không phải là đất dự án nên là xây dựng tự do quý vị nhé, xây dựng tự do chứ không phải xây theo dự án. Thì 112 m² thì trong đó có 60 m đất ở, giá đang chào bán ở đây là 1 tỷ 280 triệu. Này rất gần bệnh viện, tôi không cần phải zoom lên zoom lên cái nó rất gần luôn. Đấy. Thấy chưa? Cực kỳ gần. Rất gần. Rồi. Thì đây, lô đất của mình đây. Nó có mốc hoặc không biết mốc đâu rồi ta. Nhưng mà đại ý nó vậy. Tức là lô đất của mình giáp với lô cuối cùng. Ở ngoài, ở trong kia là một lô. Và lô mình là giáp với lô cuối cùng đó. Là đến lô của mình. Thì là ngang 8 m, giá bán là 1 tỷ 280 quý vị nhá. Đấy, chủ nhà đang cần tiền nên là bán được. Cái là chỗ này xây dựng tự do, muốn xây như nào xây, chứ còn xây theo dự án thì nó phải bắt buộc theo quy chuẩn của dự án. Này, đất này thì thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đây mình đi ra ngoài này đây. Đấy. Đường rất là to, rộng thênh thang. Rồi. Đi một đoạn đây là ra đường 40 này. Đấy, mọi người chạy thẳng cái này là ra đường Võ Văn Kiệt. Đấy, cái con hẻm này, cái chỗ đường này nó còn rộng hơn cả đường vào luôn này, quý vị này. Đó. Rất là rộng. Đây mình cùng đi ra ngoài xem thế nào. Đây là đường chính ở phía ngoài nhá, đây là gọi là đường số 40. Đây đường số 40 đây. Đây cách khoảng 100 m là đến mặt tiền đường Võ Văn Kiệt quý vị nhé. Theo cái xe này nó đi một đoạn xong rồi nó rẽ là đến đường Võ Văn Kiệt đấy. Đây nha, cái xe này xem nó rẽ đâu nha. Đấy mọi người đi qua đấy là đường Võ Văn Kiệt đó. Đấy xe đi qua này, xe này là rẽ tay phải. Rồi xe này rẽ tay phải là đi về đó, ô tô đi ngang qua đấy là đi về phía bệnh viện nha. Đấy rất là gần. Rồi thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất ở vị trí như vậy mà chiều ngang tới 8 m nên làm nhà rất là đẹp. Quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi và để lại những lời nhận xét góp ý để tôi hoàn thiện hơn trong các video tiếp theo. Rồi.